Xe gì đây? Không phải xe tải hả? Xe chở đất. Xe chở đất. Không không. Xe gì đây? Xe cứu thương. Không phải là xe cứu thương mà là xe cảnh sát. Nó có cái tù đây nè, cái để đựng tên trộm nè, tên trộm. Rồi. Police car. Đúng. Truck police car. Truck police car. Rồi. Truck police car. Ok, continue. Xe múc. Đúng rồi, xe máy xúc. Excavator. Tay xe chua. Phải tay xe tàu. Excavator. Ok. Concrete. I see a concrete. Xe bơi tắm. Không. Mẹ không đọc con đọc kìa mẹ. Đừng có nói về chú nha. Mẹ. Nói về chú quen chắc. Xe chuẩn bị tắm. Xe gì đây? Xe buýt. Đúng rồi, xe buýt có khuôn mặt rất dễ thương nè. Có mắt nè, có miệng nè, có mũi nè. Xe buýt. Xe buýt. Cái gì? Đây là cái gì đấy? Có cửa nè, đóng lại nè. Mở ra nè. Mở ra để cho con người vô á mẹ. Đúng rồi. Xe buýt. Xe buýt trường học. Xe gì đây? Xe máy. Đúng rồi, xe máy. Xe máy. Xe bùi. Xe máy xe bùi. Police car, motorbike. Police car, motorbike. Xe đua. Đúng rồi, xe đua màu xanh dương. Xe đua nữa. Rồi, thêm một xe đua nữa, hai chiếc xe đua. Two rent car. Mình thêm rồi á mẹ. Ok. Let's go. Xe gì đây? Xe khoan. Xe khoan. Nó có tàu nữa, nó khoan chạy á mẹ. Đúng. Nè nó đâm cái cục đất xuống là bể luôn cục đất á. Nó khoan. Mày lần giỡn đi. Mẹ ơi chưa con xem Ok, xe này xe gì? Xe tải. Đúng rồi, xe tải mini. Xe tải nhỏ.
Đúng rồi, xe tay nhỏ. Có hai em bé lái nè. Đâm một chỗ được không? Được. Được. Rồi, xe gì đấy? Xe múc. Cái này là xe gì đây? Xe gì đây? Xe... xe chó múc. Xe chó hai chim múc. Cái này là... cái này là ủi nè. Ủi đất nè. Quay nè. Đây là xe máy ủi. Xe máy ủi. Ủi đất này. Ủi đất. Ủi đất, ủi đất, ủi đất. Ủi đất, ủi đất. Ủi đất, ủi đất. Ngay đây kia bê con. Xe ủi đất nè. Chi chi. Đúng rồi. Xe này xe gì? Thúng rong. Thúng rong ngô. Ngô ngô to anh thịt nùi á mẹ. Tôi có nói ngô anh thịt nùi á mẹ. Xe này xe gì? Xe gì đây? Còn xe gì nữa?